Thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thí điểm sàn giao dịch và truy xuất nguồn gốc xuất xứ nông sản tỉnh Sơn La, VMT Sơn La đã chủ động phối hợp với Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố cùng các sở ngành liên quan thực hiện xây dựng sàn giao dịch và truy xuất nguồn gốc xuất xứ nông sản tỉnh Sơn La. Tên miền truy cập chính là sàn nông sản sơn la.vn. Ngoài ra còn có 3 tên miền phụ hệ thống cơ sở dữ liệu của cái sàn giao dịch về nông sản truy xuất nguồn gốc xuất xứ hàng hóa của tỉnh Sơn La ấy, hiện nay là đặt được đặt tại cái trung tâm cơ sở dữ liệu của tập đoàn Điều chính Biên chính Viễn thông Việt Nam mà đã được chính phủ cho phép rất là an toàn bảo mật trong cái giai đoạn này thì chúng tôi đang bố trí ba à, cán bộ này, thường xuyên cập nhật update các dữ liệu về hệ thống để đảm bảo là à, cái việc khai trương sàn giao dịch về nông sản của tỉnh Sơn La diễn ra theo đúng kế hoạch của ban tỉnh. Hiện nay, VNPT Sơn La đã phối hợp thực hiện nhập đầy đủ thông tin cho 59 hợp tác xã doanh nghiệp và 86 sản phẩm thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp của 12 huyện thành phố. Tiếp tục ra soát các thủ tục hồ sơ cần thiết của các sản phẩm mới để đưa lên hệ thống, đảm bảo tính chính xác và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm trên hệ thống, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho khai trương tại hội nghị kết nối xúc tiến tiêu thụ xuất khẩu xoài và nông sản tỉnh Sơ La năm 2022.